Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sơ kết tình hình thực hiện tháng 5 và triển khai chương trình công tác tháng 6 năm 2020. Nhiều hoạt động tặng quà chăm sóc sức khỏe cho các em thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Vị khách mời của chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay là ông Ngô Đức Thạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 1 tháng 6, đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sơ kết tình hình thực hiện tháng 5 và triển khai chương trình công tác tháng 6 năm 2020. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở ngành và địa phương trong tỉnh. Thực hiện chương trình công tác của tỉnh ủy, trong tháng các cấp các ngành trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Về xây dựng đảng đã tập trung chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. Tính đến ngày 27 tháng 5, có 390 trên 500 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Về kinh tế, tiếp tục có bước phát triển, tập trung ổn định sản xuất sau dịch bệnh COVID-19, khắc phục ảnh hưởng của hạn mặn và khuyến khích nông dân chuyển đổi sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá ước đạt 3.777 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo nghị quyết của chính phủ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Tuy nhiên, tình hình sản xuất nông nghiệp của nông dân vẫn còn nhiều khó khăn do nắng nóng, khô hạn kéo dài, độ mặn trên các tuyến sông tăng, giảm bất thường, làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và đời sống của người dân. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có phục hồi nhưng còn chậm và số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động vẫn còn cao. Trong tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, do chưa làm tốt công tác chuẩn bị nguồn nhân sự, nên một số nơi có kết quả bầu cán bộ chủ chốt tái cử không trúng cử cấp ủy, bầu thiếu chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận để bàn và tìm ra giải pháp phát triển trong thời gian tới. Theo đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành đại hội cấp cơ sở, đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng theo chỉ đạo và chuẩn bị cho đại hội điểm cấp trên cơ sở. Về phát triển kinh tế, tập trung triển khai kế hoạch hỗ trợ phòng chống hạn mặn, xâm nhập mặn, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tổ chức tiếp xúc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc khó khăn, sớm triển khai các dự án đầu tư. Cuối chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng có bài phát biểu quan trọng kết luận hội nghị, chúng tôi sẽ thông tin trong chương trình thời sự tối mai. Sáng nay tại trạm y tế phường 6 thành phố Trà Vinh, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh đã triển khai chiến dịch cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 36 tháng tuổi uống vitamin A. Theo các chuyên gia y tế, vitamin A là chi chất dinh dưỡng quan trọng, rất cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển trí tuệ và bảo vệ cơ thể. Thiếu vitamin A là một trong những nguyên nhân làm cho trẻ chậm phát triển chiều cao, trẻ dễ bị nhiễm trùng nặng ở đường hô hấp và tiêu hóa, gia tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ. Chính vì thế, việc bổ sung vitamin A rất cần thiết cho cơ thể, nhất là đối với trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Để ngăn chặn nguy cơ bệnh tật, hàng năm Sở Y tế tỉnh Trà Vinh đều tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ vào hai đợt, ngày 1 đến ngày 2 tháng 6 và ngày 1 đến ngày 2 tháng 12 tại đồng loạt các trạm y tế ở các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong đợt này, toàn tỉnh Trà Vinh có trên 41.000 trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 36 tháng tuổi được bổ sung vitamin A. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, công ty Qua Điện, nhà thầu chính xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. Đại diện công ty đã thăm hỏi và trao tặng nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, dầu ăn, quần áo, dụng cụ thể thao và tiền cho các cháu. Hiện tại, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh đang nuôi dưỡng chăm sóc 161 người bao gồm người bệnh tâm thần, người cao tuổi, người khuyết tật. Trong đó có 15 trẻ em là trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi. Ngoài các chế độ theo quy định của nhà nước, thì việc hỗ trợ về vật chất tinh thần của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân góp phần xoa dịu nỗi đau cho các em, đặc biệt những đứa trẻ không may sinh ra phải chịu tật nguyền và bị bỏ rơi. Sáng nay ngày 1 tháng 6 tại khách sạn Cửu Long, Ban quản lý chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn quy trình kiểm toán xã hội, thực hiện kiểm toán xã hội, chia sẻ kết quả kiểm toán xã hội đến chính quyền địa phương và cộng đồng với sự tham dự của 30 đại biểu là nhóm phát triển cộng đồng của Ban quản lý dự án đến từ Ủy ban nhân dân phường 8, phường 9 và xã Long Đức. Trong thời gian 5 ngày tập huấn, các đại biểu được trang bị những kiến thức về tổng quan về quy trình kiểm toán xã hội dưới góc nhìn quản lý nhà nước theo các tiêu chí công bằng, minh bạch, dân chủ, kiểm toán xã hội trên thế giới và Việt Nam, những bài học kinh nghiệm.
dịch vụ công và các công cụ giám sát tương ứng, các bước xây dựng thẻ cho điểm cộng đồng, lập kế hoạch triển khai kiểm toán xã hội tại địa phương. Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức về bộ công cụ và quy trình kiểm toán xã hội như phân tích ngân sách, giám sát chi tiêu công, thẻ báo cáo công dân, thẻ cộng đồng cho điểm để thực hiện kiểm toán xã hội tại địa phương. Thú vị cho các bạn, thực hiện phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Trong những năm qua, các liên đội trường học trên địa bàn huyện Cầu Kè đã triển khai phát động thực hiện thu hút đông đảo các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện tham gia sôi nổi và đem lại những kết quả thiết thực. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, trong những năm qua, các liên đội trường học trên địa bàn huyện Cầu Kè đã cụ thể hóa thành những nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, thu hút đông đảo các em thiếu niên nhi đồng tích cực tham gia như nuôi heo đất vì bạn nghèo, hũ gạo tình bạn, gốc học tập vì bạn nghèo, đôi bạn cùng tiếng, ngôi nhà khăn quàng đỏ, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu, viết thư quốc tế UBU. Qua đây nhằm tạo môi trường để các em rèn luyện đạo đức lối sống, tích cực học tập, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống. Chúng em luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy cho thiếu niên, nhi đồng. Chúng em luôn hăng hái thi đua học tập và tham gia các phong trào, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Được biết, trong 5 năm qua, các liên đội trong trường học trên địa bàn huyện Cầu Kè đã vận động các em thiếu niên, nhi đồng và các nhà hảo tâm trong huyện đã đóng góp được gần 180 triệu đồng từ mô hình nuôi heo đất vì bạn nghèo, trên 13 tấn gạo từ mô hình hũ gạo tình bạn, 465 chiếc xe đạp, hơn 470 gốc học tập và 800 suất học bổng trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngoài ra còn nhận đỡ đầu gần 930 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động xây dựng và trao tặng 13 căn nhà khăn quàng đỏ cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đến nay, liên đội ở các điểm trường học trong huyện đã duy trì hơn 5.000 đôi bạn cùng tiến trong học tập. 100% đội viên học sinh tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào trường em xanh sạch đẹp thông qua việc vệ sinh, trồng cây xanh qua kiển trong khuôn viên trường, lớp học. Ngoài ra, thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, các liên đội còn triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình ngôi nhà thu gom rác thải nhựa. Qua đây không những giúp môi trường học tập xanh sạch đẹp mà còn tận dụng phân loại rác, chai nhựa để bán phế liệu. Qua đó, các liên đội đã hỗ trợ dụng cụ học tập cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các điểm vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi ở địa phương. Ngoài ra, thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đi tìm địa chỉ đỏ cũng được các liên đội duy trì thực hiện thường xuyên. Trong 5 năm qua, các liên đội đã ủng hộ vào quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền trên 80 triệu đồng, tổ chức thăm và tặng quà cho 600 lượt gia đình chính sách. Thiếu nhi huyện Cầu Kè thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thì không chỉ khuyến khích cho các em tích cực học tập mà còn định hướng cho các em chủ động tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về truyền thống lịch sử dân tộc, hoàn thiện về đức trí thể mỹ. Thì trong thời gian tới thì Hội đội huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục đào tạo huyện đẩy mạnh cái phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy với nhiều cái nội dung hình thức phong phú, đa dạng, tạo cái sức lan tỏa và đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, tạo cái động lực để các em phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Có thể nói, bằng những việc thiết thực, cách làm hay của thiếu niên nhi đồng huyện Cầu Kè, thông qua thực hiện phong trào thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy trong thời gian qua, đã thực sự trở thành những việc làm tốt, những bông hoa dâng lên Bác Hồ kính yêu. Điều đó cũng thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền gia đình, nhà trường và tổ chức đội đối với thế hệ tương lai của đất nước. Thú vị cho các bạn, hiện nay Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Trà Vinh chăm lo, bảo trợ cho gần 160 đối tượng, trong đó có 15 trẻ khuyết tật mồ côi, trong này có 12 trẻ bị kém trí, tự kỷ và mắc chứng thần kinh tâm thần. Với nhóm đối tượng này, mỗi cán bộ nhân viên, người lao động ở trung tâm phải làm việc hết tâm sức, trí lực, không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng trái tim của người làm công tác xã hội. Đó là biết lắng nghe, biết quan tâm, biết chia sẻ, yêu thương, chăm sóc họ như những người thân ruột thịt trong gia đình mình. Do bị kém trí và tự kỷ, trẻ em tại đây không thể tự sinh hoạt cá nhân như những đứa trẻ bình thường. Nhân viên trung tâm phải túc trực chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và hỗ trợ kỹ năng tiếp cận môi trường sống cho trẻ. Cụ thể như bé Nguyễn Ngọc Bích, hoàn cảnh bé rất đáng thương. Bé là trẻ mồ côi, bị gia đình bỏ rơi và trong mình lại mang chứng bệnh nan y khó trị. Trung tâm tiếp nhận bảo trợ bé Bích vào năm 2017.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, bé Bích bị bệnh chảy nến bẩm sinh. Tuy được trung tâm và chiều trà hảo tâm tận tình đưa đến bệnh viện tỉnh Trà Vinh và bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh chữa trị, nhưng tình trạng sức khỏe bé rất yếu. Mỗi ngày da bé đều bị bong tróc. Cứ sau 2 tiếng đồng hồ thì lớp da lại kết chảy, bong lên. Da bé bị mẫn cảm ngứa đỏ toàn thân. Nhân viên y tế Trung tâm Bảo trợ Xã hội phải thoa thuốc mỗi ngày và giúp bé vệ sinh lớp da bị bong tróc. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh hiện nay còn có rất nhiều phận đời cơ nhỡ. Đa số trẻ em tại đây đều bị bỏ rơi, không gia đình, không người thân và bị mắc chứng bệnh tự kỷ, kém trí. Chính ở nơi đây, bằng tình thương và sự tận tâm của những người làm công tác xã hội, những mảnh đời này được chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ và san sẻ nỗi niềm trong mái nhà chung đầy ắp nghĩa tình nhân ái. Chăm sóc các em á, là rất là nhiều đứa, mà nhất là những trẻ sơ sinh, là mới sinh ra là mình đã đem về trung tâm mình nuôi dưỡng rồi. Thì có em á, thì được lành lặn, khỏe khoắn thì mình cảm thấy mình cũng cái tâm mình nó cũng còn nhẹ nhàng tí. Rồi có những em mà nó khuyết tật, rồi nó khiếm khuyết một cái vấn đề gì đó mà bị cha mẹ bỏ rơi như vậy, mình cảm thấy rất là xót xa. Thì khi mà các em được đưa vào trung tâm á, thì nói chung là ở đây có rất là nhiều cô giáo rất là tận tình nuôi dưỡng các em, là coi các em giống như là người con của mình vậy. Thì đối với tôi, công việc này thì mình giống như là mình đã chọn một cái nghề mà mình, cái tâm mình muốn hướng vào đó, cho nên là tôi rất cái yêu thích cái nghề mà. Bà Mai Thị Thu Trang, nhân viên phòng chăm sóc khẩn cấp và dài hạn thuộc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh chia sẻ. Mỗi phần đời của các em sống tại đây đều có cảnh đời khác nhau, nhưng đa phần các em đều không nơi nương tựa. Các em bị bỏ rơi, mồ côi, không cha mẹ, không họ hàng nhận nuôi. Trong số này lại có nhiều em bị khiếm khuyết cơ thể rất đáng thương. Trẻ bại não thì ăn uống rất là khó, em ăn là cứ sặc hoài luôn, mình đút là rất là khó. Còn trẻ kia cũng ăn uống cũng khó, trẻ mà bệnh đau cũng khó là mình cũng đút. Chứ trẻ mút nhiều khi trẻ mút không có mà được như kia mút rồi tự nhiên muốn hất lúc nào nó hất vậy đó. Cả những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt rất là thương, mong muốn cho trẻ được sớm cho nó bình phục, đặng hòa nhập cộng đồng giống như bao trẻ khác. Nếu như đối với bà Mai Thị Thu Trang, đó là lòng yêu nghề, nhiệt tâm chăm sóc những đứa trẻ cơ nhỡ, không nơi nương tựa, thì với cô cháu Tạ Kim Thúy Dân, việc truyền đạt con chữ, hỗ trợ kỹ năng giúp các em tiếp cận với môi trường cuộc sống, động viên tinh thần để các em sống vui tươi hơn và nhanh chóng hòa nhập cộng đồng là công việc mà cô Thúy Dân cảm thấy rất ý nghĩa trong hơn 16 năm dạy học cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Trà Vinh. Những đứa trẻ tôi dạy thì đa số là trẻ đều khuyết tật trí tuệ. Mỗi trẻ thì có những cái trình độ và cái khả năng tiếp thu bài khác nhau, nên khi dạy đòi hỏi trong quá trình tôi dạy thì đòi hỏi là người dạy phải tìm những cái phương pháp, nói chung là những cái phương pháp làm sao mà để cho trẻ dễ hiểu nhất và tiếp thu bài nhanh nhất. Bà Lê Thị Tú Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh cho biết, các nhóm đối tượng được bảo trợ tại trung tâm, đặc biệt là trẻ em cơ nhỡ, khuyết tật, mắc chứng tự kỷ, thần kinh, tâm thần, là những người không có điều kiện sống ngoài cộng đồng. Vì thế, khi vào sống tại đây, trung tâm đã phân nhóm đối tượng để thực hiện tốt chế độ chăm sóc sức khỏe và nuôi dạy trẻ. Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng tư vấn, trợ giúp về tâm lý, trị liệu, rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng về tâm lý, quy động nguồn lực, kết nối các dịch vụ trợ giúp cho trẻ em được phát triển trong môi trường lành mạnh. Đặc biệt là ở đây cũng quan tâm đến công tác là phục hồi chức năng cho trẻ, giống như là chỗ trẻ bại não và khuyết tật về vận động thì hàng ngày các cô y tế sẽ tập vật lý trị liệu cho bé để mà mong cho bé sớm hồi phục, có thể là đi đứng lại được hoặc là các hoạt động khác như những trẻ bình thường khác. Còn đối với những trẻ mà chậm phát triển thì các cô cũng sẽ dạy cho trẻ những cái kỹ năng sống để mong sau này khi mà trẻ lớn lên, trẻ có thể tự lo được cuộc sống của mình cũng như hòa nhập với cuộc sống của cộng đồng. Trong thời gian tới, Trung tâm Bảo trợ Xã hội sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như cung cấp dịch vụ tư vấn và tham vấn về các lĩnh vực liên quan đến trẻ em, trị liệu phục hồi cho trẻ có vấn đề tâm lý, trẻ khuyết tật, tự kỷ, hỗ trợ đối tượng tiếp cận với các chính sách phúc lợi xã hội, đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các nhóm đối tượng xã hội, nhất là trẻ em có hoàn cảnh cơ nhỡ, mồ côi, tật nguyền.
đồng thời xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mỗi cán bộ tại đơn vị. Đó là sẵn sàng sát cánh bên trẻ, làm hết tâm sức, trí lực của mình để trung tâm là mái nhà chung, là điểm tựa vững chắc cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, tuần qua đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Trà Vinh đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm nói chung, phòng chống tái phát dịch tả heo châu Phi nói riêng ở tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc tái đàn, việc tiêm phòng vaccine phòng ngừa dịch bệnh. Trong chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Ngô Đức Thạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào ông Ngô Đức Thạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Trà Vinh. Dạ thưa ông, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, đặc biệt là phòng chống tái phát dịch tả heo châu Phi, thì sau một tuần kiểm tra công tác này ở các huyện thì một vấn đề mà hầu hết các địa phương đều đang gặp phải đó là công tác đăng ký tái đàn để quản lý dịch bệnh còn nhiều hạn chế. Vậy thì theo ông, nguyên nhân là do đâu? Thì qua một tuần kiểm tra thì đoàn nhận thấy có một số cái hạn chế của địa phương, và địa phương cũng đã có triển khai một số cái nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh. Thì trên cái cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh theo cái quyết định 2335 phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm của tỉnh, thì địa phương đã xây dựng được cái kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm của địa phương và đã triển khai thực hiện. Nhưng cái tiến độ triển khai thực hiện còn chậm, thì cái tỷ lệ tiêm phòng cho cái đàn gia súc gia cầm của địa phương thì tỷ lệ còn thấp. Những cái vùng nguy cơ cao thì cái tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt được cái yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Do đó cái nguy cơ mà xảy ra dịch bệnh cũng còn rất là lớn. Riêng đối với việc là phòng chống dịch bệnh dịch tả heo châu Phi thì cái chăn nuôi là rất là quan trọng. Thì việc tái đàn chăn nuôi thì một số hộ chăn nuôi vẫn chưa đăng ký tái đàn, cho rằng là đã có thực hiện chăn nuôi vì một số nguyên nhân. Là thứ nhất là về cái chuồng trại chăn nuôi thì chưa đạt cái điều kiện an toàn sinh học, do đó người chăn nuôi ngại đăng ký tái đàn. Thứ hai là cái tỷ lệ chăn nuôi thì khoảng 10-20% cái công sức của chuồng nuôi, tức là chưa đạt được cái công sức của chuồng nuôi. Và việc cái cải thiện một cái chuồng nuôi từ cái chuồng nuôi bình thường trước khi dịch bệnh sang cái chuồng nuôi đạt được cái quy trình là an toàn sinh học thì đòi hỏi phải có đầu tư. Do đó là người dân chưa đầu tư được. Thì như vậy việc tái đàn thì còn một số hộ chăn nuôi là chưa đăng ký. Thì như chúng ta đã biết, đối với những cái hộ chăn nuôi mà thực hiện an toàn sinh học thì cái điều kiện phòng chống dịch bệnh rất tốt. Trong năm 2019 khi xảy ra dịch bệnh thì những cái trang trại chăn nuôi an toàn sinh học không xảy ra dịch bệnh, và đến nay thì phát triển đàn heo rất tốt. Do đó thực tế ở địa phương thì gặp phải những cái hạn chế như thế. Dạ thưa ông, vậy những hạn chế này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm? Thì qua cái kiểm tra những cái hạn chế của địa phương về cái những cái bệnh truyền nhiễm mà đã có vaccine tiêm phòng thì tỷ lệ tiêm phòng còn thấp. Thì như vậy cái nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi là rất lớn, vì chúng ta không chủ động được cái tiêm phòng. Thí dụ như cái bệnh lở mồm móng, cái bệnh cúm gia cầm, rồi cái bệnh là dịch tả heo cổ điển, một số cái bệnh cần phải tiêm phòng thì tỷ lệ tiêm phòng thấp, do đó nguy cơ có khả năng xảy ra dịch bệnh nếu mầm bệnh là xâm nhập vào cái môi trường chăn nuôi. Riêng đối với cái loại bệnh dịch tả heo châu Phi, nếu chúng ta không chủ động phòng bệnh từ lúc đầu là giai đoạn chăn nuôi, thực hiện cái quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, khi xây dựng chuồng trại, khi chuẩn bị con giống, khi chuẩn bị cái nguồn thức ăn cũng như chăm sóc, thì cái nguy cơ
xảy ra dịch bệnh dịch tả heo là rất lớn. Nếu áp lực mầm bệnh ở xung quanh các tỉnh có xảy ra. Vậy thì theo ông là địa phương cũng như là người dân cần làm gì ngay từ bây giờ để công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm đạt được hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh? Thì theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thì chúng ta phải tăng cường cái công tác phòng chống dịch bệnh từ đầu, từ trước mùa mưa, từ cái tình hình dịch bệnh là đã xảy ra ở một số tỉnh. Thì như cả nước chúng ta là đã có 20 tỉnh là tái cái dịch tả heo châu Phi. Do đó cái chủ động đầu tiên ở địa phương là tăng cường triển khai cái công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, đặc biệt quan tâm đến là công tác vận động tuyên truyền. Thì công tác vận động tuyên truyền thì phải tăng cường cái thời lượng tuyên truyền ở phát thanh để người dân họ sẽ tiếp nhận được những cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời thì tổ chức những cái cuộc tập huấn để tập huấn các cái cơ sở chăn nuôi, những cơ sở chăn nuôi là tái đàn thì thực hiện theo cái quy trình an toàn sinh học. Thì đó là cái công tác mà chúng ta phải tập trung thực hiện trong cái lúc mùa mưa tình hình dịch bệnh là nguy hiểm đối với các cái địa phương. Còn riêng đối với cái hộ chăn nuôi thì chăn nuôi phải thực hiện cái tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Thì cái quy trình tiêm phòng thì chúng ta phải thực hiện tiêm phòng theo lứa tuổi. Đối với những cái vaccine mà thực hiện cái tiêm phòng cho bệnh truyền nhiễm thì một số bệnh truyền nhiễm chúng ta có vaccine tiêm phòng, tức là chúng ta chủ động được, thì những cái bệnh đó phải thực hiện tiêm phòng đúng quy trình. Riêng đối với cái bệnh dịch tả heo châu Phi thì bắt đầu chăn nuôi thì người dân phải chú trọng đến vấn đề phải thực hiện cái nuôi an toàn sinh học. Ăn từng toàn sinh học thì ở cái chuồng trại thì chúng ta phải theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, phải có rào chắn, phải có hố vôi, rồi phải nuôi thì phải có hàng rào che chắn. Rồi đối với con giống thì chúng ta phải nuôi con giống sạch bệnh, có nghĩa là con giống phải rõ nguồn gốc. Nếu mà mua giống từ các tỉnh không tại tỉnh nhà thì chúng ta phải thông qua cái kiểm dịch. Thì kiểm dịch thì chúng ta kiểm tra được cái tình hình dịch bệnh trước khi nhập giống về nuôi, thì đây là một cái yếu tố rất quan trọng từ ban đầu. Thì trong quá trình chăm sóc thì chúng ta cũng phải thực hiện theo cái quy trình an toàn sinh học, tức là thức ăn là phải thức ăn sạch bệnh, không sử dụng những loại thức ăn là thừa nếu chưa qua nấu chín. Còn riêng đối với nước uống thì chúng ta phải là thực hiện là lắng lọc tiêu độc khử trùng trước khi đưa vào chuồng trại để cho gia súc gia cầm sử dụng. Thì đây là những cái quy trình cần thiết chúng ta phải thực hiện. Trong cái lúc mà tình hình mầm bệnh khó áp lực cao thì chúng ta phải lưu ý đến việc là phương tiện vận chuyển vào chuồng trại, người ra vào chuồng trại, hạn chế người tham quan khi tình hình là cái mầm bệnh là áp lực cao. Thì đó là những cái điều mà người dân cần phải lưu ý. Vậy thì ngành nông nghiệp tỉnh nói chung và chi cục chăn nuôi thú y tỉnh nói riêng sẽ hỗ trợ như thế nào cho các địa phương trong công tác tiêm phòng khi mùa mưa đã đến? Thì qua cái kiểm tra của đoàn kiểm tra thì sở nông nghiệp sẽ tập trung phối hợp với địa phương cũng như phối hợp với các ban ngành tăng cường cái công tác phòng chống dịch bệnh cho địa phương. Thứ nhất là công tác vận động tuyên truyền thì sở nông nghiệp sẽ phối hợp với đài phát thanh truyền hình sẽ có những cái vận động tuyên truyền cho người dân, người chăn nuôi nắm được cái công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó sẽ phối hợp với địa phương để có những cái hướng dẫn qua cái truyền thanh về công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Đó là công tác vận động tuyên truyền. Bên cạnh đó thì sở nông nghiệp sẽ phối hợp với địa phương để triển khai cái công tác tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc cũng như quy trình phòng chống dịch bệnh. Riêng cái ngành nông nghiệp thì sở nông nghiệp đã thành lập các cái tổ kỹ thuật để hỗ trợ địa phương trong công tác phát triển chăn nuôi cũng như phòng chống dịch bệnh. Thì các cái tổ kỹ thuật này sẽ cùng với địa phương là hướng dẫn người chăn nuôi các cái quy trình chăn nuôi phòng chống dịch bệnh và trực tiếp cùng với địa phương triển khai công tác tiêm phòng. Thì để là tăng cường cái công tác tiêm phòng
nâng cái tỷ lệ tiêm phòng hiện tại đủ cái điều kiện để bảo vệ cho đàn vật nuôi, thì Sở Nông nghiệp sẽ điều động cái cán bộ kỹ thuật chuyên ngành thú y sẽ hỗ trợ cho địa phương trực tiếp thực hiện công tác tiêm phòng ở những cái vùng chăn nuôi tập trung, những cái vùng nguy cơ cao, để làm sao đạt được cái tỷ lệ tiêm phòng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh. Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà ông đã chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ, và cũng xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.